Mời quý khán giả cùng báo tin nên online điểm lại những hoạt động nổi bật của lực lượng công an trên địa bàn tỉnh và tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trong tuần từ ngày 9 tháng 6 đến ngày 16 tháng 6 năm 2024. Chương trình gồm những nội dung chính như sau: bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, khởi tố các đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, công an huyện Tân Châu bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh tuần qua và những thông tin quan trọng khác. Ngày 12 tháng 6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh cho biết vừa bắt giữ đối tượng trốn truy nã Nguyễn Ánh Dương, sinh năm 1988, ngụ phường Cửa Nam, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Nguyễn Ánh Dương là đối tượng bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định truy nã về tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy. Trước đó, ngày 15 tháng 4 năm 2022, Nguyễn Ánh Dương bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An khởi tố về tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, nhưng Dương bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định truy nã đối tượng Dương. Qua trao đổi thông tin, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh xác định đối tượng Dương đang lẩn trốn tại Campuchia. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lúc 9 giờ 30 phút ngày 10 tháng 6 năm 2024, tại cửa khẩu Phước Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu Phước Tân và lực lượng chức năng của Campuchia bắt giữ Nguyễn Ánh Dương khi đối tượng đang lẩn trốn tại đây. Công an Tây Ninh đang tạm giữ đối tượng để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày 13 tháng 6 năm 2024, Công an thị xã Hòa Thành cho biết vừa ra quyết định khởi tố các bị can Nguyễn Hoàng Ân, 27 tuổi, Dương Hoàng Minh Tuấn, 20 tuổi và Võ Thành Quý, 25 tuổi, cùng ngụ tại thị xã Hòa Thành về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trước đó, vào khoảng 23 giờ 45 phút ngày 3 tháng 6, Công an xã Trường Tây phối hợp với đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thị xã Hòa Thành kiểm tra tại nhà số 271, ấp Long Hải, xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành, phát hiện có 3 đối tượng gồm Ân, Tuấn và Quý đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Công an xã Trường Tây đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với 3 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm một bộ dụng cụ sử dụng ma túy, một bịch ma túy đá trọng lượng 21g, 3 điện thoại di động, 2 xe mô tô cùng một số đồ vật liên quan. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do nghiện ma túy nên hùng tiền mua ma túy về sử dụng. Hiện vụ việc đang được Công an thị xã Hòa Thành tiếp tục điều tra làm rõ. Ngày 11 tháng 6, Công an huyện Tân Châu đang tạm giữ hình sự đối tượng Quỳnh Thanh Vũ, 20 tuổi, ngụ ấp Hòa Bình, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Công an xã Tân Hà nhận tin báo từ anh BQK, ngụ xã Tân Hà, bị Vũ lừa mượn xe mô tô đến nay không trả. Vụ việc được chuyển giao đến Công an huyện Tân Châu. Qua điều tra, Công an huyện Tân Châu phát hiện Vũ lẩn trốn ở xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, nên phối hợp với Công an địa phương bắt giữ Vũ. Tại cơ quan công an, Vũ khai nhận anh BQK mượn xe mô tô biển số 70K165714 của gia đình, chở Vũ đi ăn nhậu và hát karaoke. Tại đây, do không đủ tiền trả, nên Vũ mượn xe anh K để chạy đi mượn thêm tiền nhưng không được. Lúc này, Vũ nảy sinh ý định chiếm đoạt xe mô tô của anh K, nên quay lại quán karaoke nói dối với K là xe hết xăng, không đi mượn tiền được và kêu K đưa tiền để đi đổ xăng. Tin tưởng bạn, K đưa tiền rồi quay trở lại phòng hát. Còn Vũ điều khiển xe đến cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, bán xe được 12 triệu đồng. Sau đó, Vũ sang Campuchia đánh bạc và sử dụng ma túy. Sau 2 tuần lẩn trốn, Vũ trở về nhà thì bị công an bắt giữ. Tuần qua, lực lượng công an Tây Ninh tiếp tục thực hiện đợt cao điểm tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container và xử lý người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy vi phạm nồng độ cồn, vi phạm tốc độ. Tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh ổn định. Các phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến được đảm bảo thông suốt. Tai nạn giao thông xảy ra 7 vụ, làm 6 người chết, 5 người bị thương, đơn cử là vụ việc như sau. Vào lúc 16 giờ 45 phút ngày 11 tháng 6 năm 2024, trên đường Hương Lộ 1 thuộc xóm Mới 1, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, anh LVT, 40 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, điều khiển xe mô tô chở theo cháu ruột 12 tuổi, ngụ xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, lưu thông từ hướng thị trấn Gò Dầu về hướng xã Phước Đông. Khi đến khu vực trên, anh Tê điều khiển xe vượt bên trái xe mô tô biển số 61C175190 do chị LHBT, 37 tuổi, điều khiển chở theo hai con nhỏ của chị lưu thông cùng chiều phía trước. Trong quá trình vượt qua, xe mô tô của anh Tê điều khiển xe va chạm vào phía sau bên trái xe mô tô biển số 60C175190, nên anh Tê bị ngã sang phía đường bên kia. Sau khi ngã xuống đường, đã va chạm với xe mô tô biển số 70F160078. Do chị VKX,
41 tuổi, ngụ thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, điều khiển đang lưu thông trên đường hướng ngược lại. Vụ tai nạn làm anh LVT bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu và đã tử vong tại bệnh viện. Hư hỏng 3 xe mô tô. Nguyên nhân vụ tai nạn được xác định do anh T điều khiển xe mô tô vượt không đảm bảo an toàn gây tai nạn giao thông. Tuần qua, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện lập biên bản 441 trường hợp vi phạm, trong đó 363 mô tô, 77 ô tô. Tạm giữ 225 phương tiện, trong đó 222 mô tô, 2 ô tô, 1 xe khác. Ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 389 trường hợp. Tước giấy phép lái xe có thời hạn 89 trường hợp, trong đó 37 ô tô, 52 ô tô. Các lỗi vi phạm chủ yếu gồm vi phạm nồng độ cồn 73 trường hợp, quá tốc độ 52 trường hợp, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện 26 trường hợp, quá tải, quá khổ, lập biên bản 6 trường hợp, không có giấy phép lái xe 69 trường hợp. Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức 45 tổ công tác phòng chống đua xe trái phép, lập biên bản 1 trường hợp vi phạm, tạm giữ 1 xe mô tô, giải tán 6 nhóm thanh thiếu niên tụ tập. Trong thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ cùng với các lực lượng cảnh sát khác tăng cường tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nhất là trên các tuyến đường tại các khu vực, trung tâm, địa điểm tổ chức lễ hội. Tập trung xử lý nghiêm vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, quá tải, quá khổ, đua xe trái phép và các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông. Bên cạnh đó, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Bản tin tổng hợp về tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trong tuần đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.